Rồi xin chào mọi người đến với kênh Cuộc Sống Ven Biển. Đây là giác giả canh gần xế chiều rồi mọi người. Dép của mình bỏ ra nước mắt mà bây giờ đang rơi hai cái dây này. Không có đi lên được mọi người. Phải chờ chặt nữa là trời lên chiếc dép xong mà mình mới đi được, khi đi lên được. Gần buổi chiều quá trời nó nắng, nó hành á, không biết sao mà nó nhức đầu kinh khủng mọi người. Chắc chặt nữa vô uống Panadol quá. Đây là những cách mà ngư dân họ tính toán rất là kỹ nha mọi người. Khi mà cái ống tụt dây kia là nó gần hết, là cũng như là giả lên là cũng hết luôn, chỉ dư một vài vòng thôi. Có gì không? Một con tôm sú. Hai con. Ô, con đây bự nhất từ bữa trước tới bữa nay. Sú. Trên đây là con này. Đây là ta. Đây. Ô. Đây đây đây. Ừ. Anh em á. Đó. Ô, được con ốc kèn bà con ơi. Ốc kèn này liền ơi.
được cái vỏ thôi. Có con mượn hồn nó ở trong này rồi. Ai yêu ốc là có con ốc này rất đẹp. Ốc đã ghê. Nhưng mà con này cháy rồi, lâu rồi, còn trắng. Màu rất đã bà con. Đây mình sẽ lượm con cá bò đây, mình sẽ giải thích cho mọi người cùng nghe nha mọi người. Đây, đây là chính là con cá bò. Bò đây là bò Indo. Nó thuộc cá bò da nhỏ. Con đây là con loại bự nhất rồi đó. Có con á, đây là chuyến trước mình quay mọi người xem đó là con bò da nước, con bò da nhỏ hơn. Và nó chỉ to cỡ đây rơi xuống thôi nha mọi người, nó không bao giờ nó bự hơn nữa. Một vài bạn hiểu lầm tưởng đâu là ghe là cứ cố sát mà cào mấy cái con nhỏ, nhưng mà thật ra không phải. Đó là những con cá bò đó các bạn. Và nó đi theo đàn, cho nên mỗi lần nó vô nó nhiều lắm. Đây, nó đây. Đố nhanh mọi người, con mực tuột nó có hết tất cả bao nhiêu rau? Có đấy chưa? Gặp đồ quý. Đây, một con ốc vàng, tí hon. Con đây là con ốc vàng con. Con đây chắc là mới nở này. Nào, mọi người thấy nó đẹp không? Đó, nó to, có con tới mấy ký rồi mọi người. Con đây nhỏ quá chưa có ai được, thôi mình thả đây. Đó. Ở kia cũng có một chiếc ghe của đồng đạo. Cũng ở chỗ mình luôn mọi người. Đang đánh lên đây, sóc lượng.
nấu ăn nè mọi người. À, đây là món ghẹ dầm, ghẹ bự dầm, tôm dầm nấu với mướp, rau tôm nấu với dược bầu, chồng cho ăn vợ hấp, còn gì con ăn. Chồng cho tôi hút lên tôi đặng nhau. Ở ngoài kia có ông rùa biển bự nổi lên rồi bà con. Ô, to quá. Ở đây chứ không biết mọi người có thấy không. Ôi xa quá, hồi nãy đi gần xíu nữa con rồi. Ôi nhóc mình luôn. Nổi nổi lên luôn bà con. Đồ to, khổng lồ luôn. Ghê.